Chú xuống, xuống dưới, xuống dưới. Trời ơi, thế à. Anh hai đó, anh hai. Anh hai ơi, từ. Chị ra đi, chị ra đi, để anh hai lo. Để anh hai lo. Cái ông cột mốc bị bung cột mốc luôn. Cái cây mà chị hay đá vô quanh. Không có gì đâu, xấu thì nói xấu đi. Ở đây nè, một ngày anh làm được mấy ngày, một tuần làm mấy ngày. Làm đủ ăn là may rồi, chứ đâu cứ gì. Đủ không, đủ ăn không? Hơi thiếu. Đó, thấy không, thấy không? Lại thấy mệt dữ rồi. Đi lên xe. Dạ, sao á? Đi lên xe đuối luôn á. Nói thiệt chỉ á. Đuối luôn. Về đâu có nghỉ ngơi, bay mấy ngày luôn rồi. Rồi... Ủa, cái nhà này nhà gì vậy? Đó là nhà quan rồi chị. Cái này hồi xưa là cái trường học đó chị. Chết luôn. À, đâu có mấy nhỏ nhỏ đấy mà trường học gì? Dạ, trường học. Vậy hả? Đây, ông bà cô bác ơi. Bữa nay thì Phong Quy với anh Tâm Trần Ngọc với chị Hảo. Giới thiệu sơ trước. Ông đi trước đi. Giới thiệu sơ trước. Ông giới thiệu sơ trước rồi chúc ông làm khách khác rồi cô bác. Thấy là lạ tí. Thì đi tới cái hoàn cảnh như thế nào không biết nữa, nhưng mà qua cái cầu nhỏ xíu xe không có qua được ông bà cô bác. Thì ba má với chị Hảo cũng chào khán giả ha, ba má ha, với anh Bình. Anh Bình. Xin chào quý ông bà cô bác nha. Tôi là Bình Sà Lan. Vô đây. Giết. Anh chừng bé, ông bé là chị. Anh chừng nó leo lên trầu á. Rồi. Thì mình cũng gửi lời chúc đến khán giả với mình Thu Quân đi anh chị. Chào. Chào quý khán giả và các anh chị Mạnh Thường Quân. Hôm nay tụi em đến đây để tìm hiểu về hoàn cảnh của một gia đình cũng là khó khăn. Thì em đến đây cũng thăm hỏi, trước hết thăm hỏi đi rồi sau gia đình mình tính sau. Dạ. Bây giờ thì đang chia xe, tại vì con đường này khá là nhỏ luôn. Nó chạy cũng hơi xa. Anh chị em là hôm nay thật là có một cái duyên tương phùng rất là vui. Bởi vì từ trước giờ anh chị em làm từ thiện chung với nhau, nhưng cũng có cái khó khăn là đôi khi mình cũng chưa được biết thật sự cái khuôn mặt của cái người đồng hành với mình. Mà hôm nay nhờ có một cái duyên của có lẽ là được sự trợ duyên của bề trên ban cho nên anh chị em chúng tôi được gặp một người em và người anh. Đó là đã từ lâu chúng tôi được nghe và được thấy người em trai này luôn luôn có một cái tình yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn. Lúc nào cũng, tôi thì ở phương xa, nhưng cứ nghe đến một hoàn cảnh là thấy có anh Bình Sà Lan thì cũng không bao giờ nghĩ rằng là anh Bình Sà Lan đây con đừng cũng không bao giờ nghĩ rằng ngày hôm nay tự nhiên tôi đi về Kiên Giang thì chúng tôi đã được gặp chú Bình, bởi vì cũng là cái lòng mong muốn được gặp anh em trong những ngày đi phát gạo cho bà con. Thì gặp và chiều hôm nay có một hoàn cảnh mới phát sinh, nên sẵn đó thì cũng có mời chú Bình để đi cùng để tìm hiểu xem hoàn cảnh này như thế nào. Xin giới thiệu với ông bà, cô chú và anh chị em, đây là chú Bình Sà Lan, một người có một cái tâm từ thiện rất là tốt. Dạ, em xin chào quý ông bà cô bác nha. Bây giờ thì anh Chiến ha, anh Chiến dẫn chị Hảo với anh Bình, anh chị không đoàn đi tiếp cận hoàn cảnh. Cảm ơn nhiều lắm. Xin chào. Mời chị Hảo với Bình. Xin mời cả nhà mình cùng đi. Thôi đi, đi chị ha, chị Hảo đi trước đi. Cậu này thấy vậy chứ cũng chắc lắm. Chắc lắm, đừng giỡn. Nhưng mà nó mục cũng... Ê, nó trời, nhúng gì vậy? Đừng. Nó mục cũng coi chừng, chứ đừng giỡn. Không, cậu này nó nhúng ghê lắm á. Nó nhúng dữ lắm luôn á. Không, nó quay cái cầu dán mà nó dát cái bao gạo đi rồi mới ghê. Rồi đi. Đúng, mình nhà cái chú mà bị ung thư đó anh Bình. Ừ, cậu nó mới ghê. Còn cậu này yếu lắm, chứ sao. Thấy sao anh hai? Quá là khung cảnh quá là hữu tình luôn. Nhưng bên trong là tình thương nha anh hai. Đúng không anh hai? Là người tố xuống là đi rồi á. Cái mít thăm đâu? Bên chị Hảo. Cái đầu mẹ.
Đây ta trồng dừa nhiều. Cánh đồng lúa ở đây nước cũng thiếu hay sao mà lúa không được tốt. Đang mùa nắng. Ở đây là mùa tháng 5. Tháng 5 nấm mối ở đây dữ lắm bà con. Không bụi tre đâu nè. Xã Lộc Nam, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ninh. Một con đường quá xa hả chị hả? Đi xe cũng xa mà đi bộ cũng xa nữa. Vậy mới biết sự khó khăn của bà con trong đây hả chị ha? Dạ. Ủa? Mày đứng yên đó, tao dẫm cho mày. Rồi. Bây giờ lại tới tao nữa. Tên Bình. Tôi chào ông. Chào cho ông hết hồn. Chào cái ông hết hồn lắm. Ông té phở, ông giật mình, ông lăn ra, ông chết cái đùng cái lại mang họa đó con. Ôi. Chị biết cây gì không? Cái thơm á, cây quả thơm. Vậy á hả? Quả thơm. Quả dứa đó hả? Chắc hoàn cảnh. Tí ra kia anh mua quả dứa. Chắc hoàn cảnh đi đến thăm lần thôi à. Trời ơi, đây có bụi tre gai dữ nè. Bụi tre gai coi chừng nó chín nó dít. Chè gai dữ lắm á. Dứa này ngon cực. Đây là tí xíu em mua nha. Sao người ta hình như chỗ này nó bán dứa nhiều lắm. Đặc sản dứa mà. Vậy hả? Chị không có ăn cái dứa chỗ đó. Vậy á hả? Wow, tí mình phải mua mới được. Hôm bữa em kiếm tài dư dương đúng không? Vậy hả? Lại mua tự gọt, tự xử, tự ăn. Dưa kìa. Chị. Có chuyện xịt thuốc á chị. Dưa leo. Trời dưa leo quá trời kìa. Ôi ơi. Nè, đây nè, sát giỏ đạm kìa, đạm người ta. Em đạp. Ừ ha, người ta đang quay mình luôn á chứ đừng nói. Ăn cắp đi, ăn cắp đi giỏ, ăn cắp đi. Mai lên thấy Phong Nguyễn ăn cắp là chết bà. Ây xê xù xin lỗi. Bà con ở đây mà mình nói trời. Người ta... Thôi tội nghiệp người ta nữa không. Nhưng mà người ta trồng được quả dưa đâu phải dễ đâu. Không phải, ý là người ta thấy mình là người ta tặng rồi chị. Vậy á hả? Người ta có cái lòng hiếu khách á. Dạ. Ta mừng lắm. Sắp tới rồi. Còn cây số nó tới rồi. Chú tôi nó lâu quá như vậy. Trời ơi, đi nãy giờ mấy cây số mà loại bộ còn cây số nó mới tới bà con ơi. Chị, quá. Chị đau cái chân quá. Mười mấy cây rồi ta. Ừ, nãy tính ra từ ngoài mà chạy vô mười mấy cây. Sắp tới rồi. Chuẩn bị đón niềm hân hoan gia đình đây. Trời ơi. Má đâu rồi? Thuốc như sao kìa. Trời cho ba xử lý má đi. Đừng nhiều quá. Rồi ơi, té. Ở đỡ chị Hai lên, anh Hai ơi, từ. Chị ra đi, chị ra đi để anh Hai lo. Để anh Hai lo đi. Trời ơi. Té lăn cù đèo luôn. Xúc bóng giò luôn rồi trời. Chết cha luôn hả? Sao không? Tội nghiệp quá. Không muốn giò đi sao rồi. Không có sao. Trời ơi, ông nội ơi. Đây này, vướng cái này nè, vướng cái này. Trời ơi. Trời đá là bay. Cái này là giống như cái ông cột móc á. Cái ông cột móc bị bung cột móc luôn. Cái này là bung cây đá luôn, bung cây cổ thụ luôn. Nghiệp kỳ quá. Bung cây cổ thụ luôn. Trời, trả báo nhanh quá mà má. Đá gãy cây của tao luôn. Hết là nổi luôn. Đâu bà má. Đúng rồi, con nói má đâu rồi, cái nói sao nó kệ đi. Cho má từ ba lo cây. Dám nói bà cầm đèn chạy chiếc ô tô má. Hèn chi. Nghiệp quật. Nghiệp quật. Nên là này kêu bằng con bất hiếu. Đây tới gần nhà rồi. Dạ, chào cô chú. Anh giỏi. Em chào ông bà. Giỏi con. Đây là ấp Kinh 1. Xã Đông Thái. Cả hai người. Ấp Kinh 1, xã Đông Thái. Sao gì? Không có gì. Huyện An Biên không ai? Rồi. Chị vô trao đổi sao? Cô chú có khỏe không cơ? Khỏe, nó tay bị cái gô đâm này, mới đi mổ về. Trời ơi, bị cá rô nó đâm.
Đi nằm gịch giá hết tháng mấy? Dạ. Cô chú được nhà, gia đình được bao nhiêu người vậy cơ? 4 người gả hết đứa, còn đứa này nó càng hơi càng áo đó. Dạ. Ừ, nó không có được bình tĩnh. Dạ. Nó đó hả? Em đó đó hả? Ừ. Nó cà lưng cà khưng, nó không có được bình tĩnh như người ta. Đẹp trai dữ. Dạ. Nó té xe đó. Té này bao lâu rồi cơ? Nó đi mận thành phố, mận hồ đó rồi té xe văng, xe tải ủi á. Dạ, oh wow. Ừ. Bao lâu rồi? Lâu rồi, năm mấy rồi. Dạ. Anh chị em có ai muốn đi vào thăm gia đình không? Đi mình tham quan. Đi vô tham quan nhà, nhìn đâu thấy tên cô ấy hả? Ừ. Xin phép cô cho tụi em vô vô đi. Dạ nhé. Ở trong nhà có đèn không cơ? Có. Dạ. Đèn sao thì không có, đèn đây có. Nó mưa dột nó tôi che cây su đỡ đó. Cái này để mình làm cái gì vậy? Hả? Cái này để mình làm cái gì vậy cơ? Cái nó để mà không đừng cho nó dính. Về nó dính vô. Vậy hả? Nè. Đây là cái giường ngủ cô chú ngủ ở đây hả? Dạ, nãy thằng trai đó ngủ. Vâng. Tôi ở trong buồng, ổng ăn trước. Vâng. Cái giường này nhà thế nào phía sau cô? Hả? Sao mình nói dài nhà phía sau, thấy con thấy nó là lạ. Cái này sao tôi cắt ơn, còn cái này nhà nước cho. Có cụ đây ha? Ừ. Ờ. Rồi có đất đây cũng vừa không? Không. Ủa sao mà người có cụ ở đây đáng lý phải có đất ruộng gì chứ sao vậy? Có đó bệnh này sang. Ờ cũng bị bệnh hoạn là ổng rồi sang bán ổng. Nằm nhà thương dịch giá hồi đó biết qua lâu, đau bụng á. Thì nó nghe em cháu cũng ở tỉnh Kiên Giang này. Ừ. Với cùng anh em phải đoàn ở Bình Dương xuống. Ừ. Thì cũng nghe anh Chiến giới thiệu hoàn cảnh của cô chú ở đây, cũng đến đây hỏi thăm hoàn cảnh coi nếu mà có giúp đỡ được thì có duyên với các anh chị em Mạnh Thùng Bưng. Ừ. Thì anh em giúp chứ không phải đến đây để giúp hoàn toàn nha. Cái đó là cũng là tùy duyên của cô chú với cái phước của cô chú lớn, nếu đủ phước thì các Mạnh Thùng Bưng sẵn sàng ra tay giúp đỡ, còn nếu không đủ duyên thì cái đó cũng là tùy số phận mình nha. Đó là cho cô chú cũng là thông cảm, không biết nói sao nữa tôi. Dạ, cái chuyện cái đó là tùy duyên thôi. Anh cháu ở đây cũng không quyết định được, bởi vì hoàn cảnh nào thì cũng hoàn cảnh ấy thôi. Nghèo khổ thì anh cháu đến thì trước hết thì hỏi thăm hoàn cảnh là như thế nào rồi mới giúp được, nhưng mà giúp thì được mà cũng tùy duyên. Ừ. Cái phước của cô chú. Ừ. Có đủ hay không thì có duyên có đến hay không. Ừ. Thì em cháu mới giúp được. Ừ. Cái đó cô bác cũng đừng có buồn. Các anh em mình vì mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, nó là vậy. Thì em xin em cháu cũng xin thay mặt các anh chị ở đây thì đến đây để hỏi thăm sức khỏe và gia đình của cô chú. Ừ. Thì trước hết thì cũng chúc cô chú được nhiều sức khỏe. Ừ. Cảm ơn vậy. Dạ. Tôi là bí thư trưởng ấp ấp Quỳnh Một A nè. Dạ. Ở đây là cái chỗ ba hai chị này với đứa cháu là tổ một ấp Quỳnh Một A, thì hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, thì hai chồng thì già yếu lớn tuổi rồi, có thằng cháu thì nó cũng bị tai nạn rồi nó cũng bệnh hoạn. Dạ. Rồi nhờ cái Mạnh Thường Quân trên giúp được cái gì thì thấy gia đình khả năng giúp được cái gì giúp thì được, thì tôi đại diện gia đình ấy, đại diện ban ấp rồi nó mang ơn rồi này kia. Không có gì. Sao thì chỉ nói bao nhiêu thôi chứ không có gì. Dạ, vậy là hoàn cảnh đây cũng khó khăn hả chú ha? Khó khăn. Dạ. Dạ. Hoàn cảnh này hộ nghèo mà. Ừ. Mà nói ngay ấp thì dân số cũng đông lắm, mà bị nông thôn mới thì hộ nghèo rồi dĩ lắm mới được. Hoàn cảnh hộ nghèo cả nghèo đấy chứ không phải ai cũng được. Dạ. Thì gia đình này với gia đình bên đó đó thì cũng khó khăn không? Hai hộ này là hộ nghèo không à? Hiện tại kinh tế gia đình là ai là người trụ cột ở đây là chỗ cháu này nó trụ cột, ổng thì mừng nó gai ổng năm 75 rồi, phủ là ổng rồi à, là chú cũng lớn tuổi. À. Và cái người con là bị tai nạn tinh thần bất ổn nhưng mà vẫn đi làm thì không làm để nuôi gia đình thì nuôi cha mẹ. Dạ.
Đi làm đây thì kinh tế thì cái tiền người ta trả cũng thấp lắm đúng không chú? Có, làm ngày 100 ngoài 200 là cao lắm rồi đó. Dạ, dạ. 200 là mấy ngày. Thì đại diện cho Ba La Áp thì mấy cô, mấy chú, mấy em đó, mạnh quân đó hỗ trợ được thì lần này tôi đại diện Ba La Áp cảm ơn đoàn hỗ trợ cho gia đình chỗ anh tội, danh tội. Thì cuộc sống hiện tại bây giờ là cũng phụ thuộc vào những cái đồng lương mà chú với em để đi làm. Nếu mà làm ở đây thì con suy nghĩ là cũng chắc cũng làm, kiểu là người ta thuê gì làm đó. Thế là đó là có việc nặng đó, móc đất này kia, đào đất, đào mương. Nhưng mà công việc ở đây con nghĩ cũng đâu có phải là có thường xuyên để làm. Không có, lâu lâu mới làm. Lâu lâu làm. Máy móc còn. Làm lần 2-3 ngày. Thì chú lớn tuổi như vậy, chú làm sao nổi? Chú làm thế nào, chú kể con nghe được không? Làm cái nhẹ nhẹ. Hôm nay đi làm cỏ rồi. À. Cỏ bảy mấy lắm chứ. Bảy mấy gần 80 tuổi mà còn đi làm vậy là cũng hay lắm. Gia đình nghèo không mặn. Dạ. Chấp hành là tốt mà không có phá phái quậy quạ, nghèo là sạch lắm đâu. Nghèo thà là đi mặn ăn à, không có đi ăn cắp ăn trộm. Mà mượn gãy ra đó trồng nó, mượn đất nó trồng gãy. Không có đất đai luôn. Lấy lợi rồi. Có nợ nữa. À. Tức là cũng vì số phận. Bệnh hoạn mới sang hết rồi đó cũng được mấy công. Ổng đau bụng, hồi đó có anh chục công đó. Ổng đau, nằm nhà thương không biết bao lâu rồi nói, mấy năm trời. Bả nghèo mới hết đất đó. Dạ, yeah. Thì tụi con thì cũng cảm ơn địa phương đã chia sẻ về cái hoàn cảnh này ha. Để tụi con cũng dám cố gắng đăng tải thêm. Cảm ơn đoàn hỗ trợ được cái gì đó, hỗ trợ thôi cũng cảm ơn chứ không có gì. Dạ, yeah. Chứ không có gì. Như rồi, cảm ơn chú. Dạ, con làm à? Anh làm à? Dạ. Ba, có vợ chưa? Dạ, nhà như ta thấy chạy nó kiếp. Làm gì vậy? Ai biết? Nó 35 tuổi hả? Dạ. Thật là nói với anh là 38. Đâu có 38. Giấy tờ luôn đâu, 35 mà. Con, xin lỗi không? Rồi. Gì đeo như vậy? Chị. Đầu đạn đó anh. Chị. Cái này là micro hả? Chị. Micro không dây à? Ừ. Miro không dây hả? Biết Miro không dây nữa ta, giấu dưới ta. Vô đây. Không gì. Nói coi chừng ông chích nó nha. À, thấy cô này đẹp không? Cô này cũng bình thường thôi, có gì đâu. Hai rồi. Cô đều giống nhau thôi. Số 1 á, cô số 1 á. Nha. Vậy là cô số 2. Cô số 2. Cô số 1, cô này số 1 thì cô phải là số 2, đúng rồi. Không ai số 1. Không, anh này ông lạc quan nhưng mà anh sống đơn giản á. Ừ. Sống đơn giản. Ừ. Không suy nghĩ gì, có sao nghĩ vậy, nó vậy trời có quần anh thôi. Sao lủng lỗ chứ. Rồi sao chiếc xe để anh Đậm không đi vậy? Dạ chưa có nhiệm tí à. Chứ không phải đi không được hả? Đi có nhiệm mới đi chứ. Dạ, tối ngày ở nhà vậy không hả? Dạ có làm thì mới đi. Dạ, rồi có đi làm không? Có. Đi làm xong đi đi. Giờ thì đi làm gì? Không phải, nhưng mà có lúc đi làm xong mình không đi, sao thấy chiếc xe cũ kỹ dữ vậy? Xe đó mua lâu rồi. Dạ, đi được không cho tôi mượn đi nè. Đi cho con mượn, con đi bằng gì? Dạ. Ê, nó nghe nè, mình đi bộ nhiều đi cho cô bằng giống như nè hot boy á. Đi bộ đi cho giống hot boy này nha. Nè, hot boy gì đâu, xấu dạ. Thì nói xấu đi. Dạ, thấy không, xấu nào xấu đi, không dễ thương mà. Dễ thương chứ không có xấu đâu. Mình sống quan trọng là cái lòng mình thôi, chứ không phải cái bề ngoài. Có chị ở chị đâu. Rồi giờ mấy anh với mấy cô này tới là có em có mong ước gì không? Trời ơi, mong ước thì sửa đổi cái nhà lại rồi thôi, có gì đó. Sửa nhà nhiêu tiền? Ai biết, không biết cái gì đó, không biết. Không biết hả? Ừ, cho nhiêu được, sửa nhiêu được, nhà nhiêu mà. 2 triệu được không? Không, cái đó không biết, cái đó hỏi Bình Dực Tư. Yeah. Chứ đây không có... Đây đi cho nó mát quá. Nói được. Dạ. Dạ. Chị xin quá à. Em qua đây. Đi cũng được rồi. Rồi, đất ơi, vậy hả? Rồi ở nhà rồi một tuần đi làm mấy ngày? Thì có người kêu thì làm trong 2-3 ngày rồi. Em đi làm gì nói chị nghe? Thì đẩy đất cho ta. Đẩy đất hả? Dạ. Ngoài cái đẩy đất mình có làm được gì nữa không? Đâu có làm gì được nữa, ai kêu đâu làm. Dạ. Dạ. Ai kêu đâu đất không à, kêu đẩy đất ngày được nhiêu? Đâu nguyên ngày 200 gì đó. Đừng nói quá nha. Thế. Đừng nói quá nha, dưới quê 200-300. Thế. Ba phụ hộ có trăm mấy, mình nói 200-300. Ôi trời. Nổ, lại nổ, này nổ, này nổ nữa nè. Nổ đâu? Ta phụ hồ nè, có trăm mấy, mình chị làm 300, nổ dễ sợ. Tôi phụ hồ có trăm mấy nè. Ờ, nó nổ thấy không á, nó
Người ta nói thiệt không tin. Nè, tôi ở gần đây nè, tôi đi làm ngày có trăm mấy thôi, 160, phụ hộ ngày 160. Chị cô thua em đi phụ hộ ngày 200 đó. Trời giỏi dữ, nổ nữa. Lại nổ nữa. Mà ở trên thành phố. Trời ơi đó, đó, thấy không? Thấy không? Thấy không? Chị Hảo thấy không? Nổ không? Nổ không? Cái đó phụ hộ. Nè, mình đừng có sĩ diện. Bây giờ cái gì là mình nấu nấy đi cho bà con thương. Thôi cái anh này, anh đàn ông là anh cũng sĩ diện như lắm nè. Phụ hộ ở chợ cũng nguyên ngày chứ. Ờ, phụ hộ sáng sớm. Không không, anh nghe anh nói không? 200 là trên thành phố. Còn đây anh làm 300. Phụ hộ. Ở đây mướn. Đó, nghe không? Nghe anh thấy là ngay cái không? Giàu hơn thành phố. Ừ. Có không giàu đâu, tại làm 20 ngày nghỉ rồi. Ở nhà trọ nó phải không? Dạ, ở nhà trọ. Không, mà chị thấy không? Nói ở đây mà làm 300, ở thành phố làm 200. Là thấy khác rồi đó chị. Ờ đó, khác rồi. Càng hỏi càng khác đúng không anh? Mới thì không có hiểu mà hỏi lát là thấy khác khác liền luôn. Bởi vì thương thương em là vậy đó. Càng hỏi là càng thấy khác. Khác gì người ta trả nhiều mình nói nhiều chứ. Dạ rồi. Thôi giờ nhìn. Dạ, dạ thì cho thêm nhiều chứ không có họ đòi nữa. Thì biết rồi, nhưng mà bây giờ chị nói vậy nè. Mình đàn ông thì ai cũng có cái sĩ diện của mình. Nhưng mà mình ví dụ mình nhà mình nghèo như vậy thì cái gì là mình cứ nói mình đừng có mặc cảm nha. Ờ, mặc cảm gì đâu. Cũng vậy thôi. Vậy là đúng rồi đó. Ừ, đúng rồi. Không, ý là chị thương chị nói vậy thôi chứ còn có nói cái kiểu ảnh là nãy giờ ảnh. Anh nổ, anh nói ngày 300, lát xuống Sài Gòn mới 200. Cái đó bù hồ, cái này để đất người ta cho tem. Ờ, rồi, thôi. Nó vô cho rõ. Có té không? Có té mà nó nhẹ, không có ảnh hưởng. Tại sao nhẹ. Không chạy bình thường mà đua làm chi té? Ai đua đâu, chạy bình thường mà xe nó qua lỗ. Không có đèn... Không có đèn báo. Vậy để anh nói đi chứ. Đèn báo nó không, bên này không the. Cũng như là mịt. Còn như cái nhà mình vậy đó, nó trắng đó, vậy đó. Dạ. Dạ. Rồi một tuần đi làm được mấy ngày? Nói thiệt nha, không có nổ nữa nha. Một tuần nếu mà người ta đẩy nhiều á thì được 5 ngày. Đừng nói người ta, nói mình nè. Đừng nói người ta. Ta mình... không gọi tao sao tao cho nghỉ. À, ta không gọi sao làm đó mà anh nói vậy đó. Ta không cho nghỉ sao mình nghỉ. Ừ, nhưng mà ý mà tôi hỏi là ở đây nè, một ngày anh làm được mấy ngày? Một tuần làm mấy ngày? Thì xin gọi chỗ này nếu không có chủ thì mình nghỉ. Thì à, không, không tin nói trớn rồi. Là có nghĩa là chị kêu rồi, nếu mà tôi làm cho chị rồi thì mới được nghỉ, còn nếu ông này không kêu thì tôi không có được làm. Ờ đó thấy không? Nhưng mà ý tôi hỏi em nè, ở đây là một ngày, một tuần em làm được mấy ngày, một tháng em làm được bao nhiêu tiền? Không có tính. Dạ. Yeah. Có đầu tính. Thì làm cho chị rồi mới làm cho người khác thương. Có đầu tính trời. Đúng không? Đúng không cô? Có đầu tính. Đâu có nên làm đâu mà tính, biết đâu tính. Dạ. Đó, càng hỏi càng thấy thương. Vậy tiền đâu. Nó rất là kỳ luôn á. làm đủ ăn là may rồi chứ đâu cứ gì. Đủ không? Đủ ăn không? Hơi thiếu. Đó, thấy không? Thấy không? Mới nói làm đủ ăn. Ờ, giờ thiếu. Làm ngày 300 ngàn mà không đủ ăn đó. Ngày 300 thì chị đừng có mua xà bông hay là đường. Thôi, nè, cho chị hỏi thêm nè. Rồi bây giờ là gạo là mình có ai cho mình không? Hay là tự em mua về em nuôi cha mẹ? Mua về nuôi dạ, không hả? Mua. Tự nuôi cha mẹ không hả? Dạ, thôi. Thì ai cho không cho thôi mình mua. Dẫu dữ vậy trời. Nhưng... Ông này là luật sư đó. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì em nấu cũng được. Đúng rồi. Luật anh sư mình... đâu luật sư. Đó, giờ nói chuyện ra em hiểu. Rồi. Là ở đây là coi như chính quyền địa phương có cho gạo đồ mình ăn không? Có đoàn cho thì cho, không có thì mình lo được, lo. Mình có giấy hộ nghèo không? Có. Một tháng được cô cấp bao nhiêu? Ở đây thì cái anh chính quyền địa phương ơi, ở đây là có gạo đâu là cũng cho nhà này đúng không anh? Dạ, dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Mình ấp cho hai dạ. Đi. Cô, con hỏi thiệt nha, cái này con xin lỗi nha. Tại vì con thấy cái em này nói chuyện thì con cũng thương. Mà không biết là có khi nào nhà mình có thiếu gạo không? Không, cô nói thật sự đi chứ... Có lo không cho thiếu. Lo không cho thiếu hả? Ừ. Dạ. Yeah. Nó mặn, nó không có xài gì hết trơn á. Dạ. Mua gạo không à. Dạ. Yeah. Ăn cơm với gì em? Thì có gì ăn lấy đi. Dạ. Yeah. Có gì ăn lấy đi. Không cho thiếu với ổng bệnh đâu. Dạ. Rồi rồi. Không sợ, đồ ăn với bệnh hoạn. Ờ, bệnh á. Dạ. Rồi tốn hơn 6 triệu mấy nè. Dạ. Dễ thương ghê. Sao mà để tôi cá đâm mà tới là đập cô đâm cho lại chốt à. Sao để ghê vậy? Mà mới có 3 bữa đi ra nhà thứ ba nằm 3 bữa rồi. Chuyển đi cá luôn.
Rồi anh Bình ơi, em thưa với anh là bây giờ anh là Kiên Giang quê hương tôi nè. Đâu anh Kiên Giang, ông ở đâu Kiên Giang? Đó, ông ở đâu Kiên Giang à? Giờ anh cảm nhận sao về cái anh này? Tại vì quê hương của mình đó là anh nói chuyện anh thấy sao? Lần đầu tiên đến đây thăm gia đình. Đây Kỳ Diễm Minh Đăng, đây Kỳ Diễm. Nghe em trai nó nói thì cũng hiểu về em trai phần nào rồi. Nhưng mà anh cũng khuyên em cố gắng vượt qua chính mình nha, để lo cho cha mẹ trở về già. Rồi cái phần sau cùng đó, nếu gia đình có duyên với các anh em Mạnh Thường Quân thì các anh em anh trở lại gặp em lần thứ hai. Dạ nha. Thì có duyên mình gặp. Còn không, còn vô duyên thì thôi. Vui. Thì mấy cô chú thì đến thăm nhà. Hy vọng sao? Hả? Hy vọng sao? Hy vọng thì bình thường thôi. Thì ai được cũng được, mà mình được thì cũng được thôi. Hy vọng là vô duyên à, bây giờ gì nè. Ai cũng mình cũng có duyên thì mình có duyên thì vô duyên. Thì mình cũng có hữu duyên thôi. Bình thường. Cái gì? Nói hồi rối ngáo. Ngáo thiệt đó. Nói đúng rồi, đúng rồi ba ơi. Nói. Thì bây giờ cái đoàn của anh chị em anh đến đây thì nấu hồi thấy vui quá đặng. Hỏi thăm gia đình sơ qua thì cũng biết hoàn cảnh gia đình cũng hơi khó khăn. Thì trước hết thì anh đến đây thì cũng gửi chúc đỉnh cho gia đình ăn Tết nha. Yeah. Rồi phần sau thì cái ước tính, cái ước vọng của em như thế nào đó thì cái đó cũng là tùy cái duyên với cái phước của em. Dạ. Yeah. Nếu được duyên được phước, đủ duyên đủ phước thì tụi anh chị em sẽ trở lại đây. Dạ. Yeah. Nha. Dạ. Yeah. Đó là vậy. Rồi, rồi tới đám lòng vàng móc túi rồi con. Tấm lòng vàng móc túi. Chơi cô máu luôn, bữa nay có nhiều là anh chơi sạch túi luôn à. Thôi anh ông không có gì nhiều, anh gửi em trai 1 triệu ăn Tết nha. Dạ, vì cảm ơn anh. Rồi chúc gia đình cũng cảm ơn, vui khỏe nha, ăn Tết vui vẻ. Rồi cố gắng vượt lên nha. Dạ. Trời ơi, dữ mẹ luôn, hiếu thảo dữ vậy ta. Dạ, dưới tiền đi làm gì trời. Dưới tiền đi làm gì trời. Rồi, xin mời. Còn ai đây? Rồi, mời em gái thật. Gặp chị cô chú đứng vô trong á thật ơi. Đứng vô đi chứ. Vô đây, vô cho vui, vô vợ chồng hòa thuận vui vẻ lên. Con lên vô đi con. Đồng vợ đồng chồng bắt đợt cạn biển đông vậy đó. Hồi nãy em té không à, ảnh không đỡ em. Ừ. Lại lôi lên không à. Họ tên em là gì? Hử? Họ, họ tên, họ tên của em. Họ em hả? À. Em họ Danh. Danh hả? Dạ. Rồi ba em nói danh gì? Hả? Cũng danh luôn. Danh luôn. Là họ danh, họ danh luôn hả? Tên gì? Tên nhỏ. Tên nhỏ xíu à. Danh, danh thị nhỏ hả? Danh bé nhỏ chứ không có thị nha. Danh bé. Dạ thì hôm nay danh bé nhỏ. Dạ thì hôm nay vợ chồng con đến đây thì trước hết là chúc sức khỏe ông bà với lại em đây. Sau đó con có một món quà nhỏ để dành biếu đến ông bà với lại em trong ngày Tết. Dạ con xin chúc ông bà với lại em nhiều sức khỏe. Sức khỏe. Cảm ơn cháu. Đoàn chị tới thăm gia đình thì cái ước nguyện của em muốn cái gì? Em ước cái gì? Nếu mà ước thì ước sự được nhà thôi, còn được thì cảm ơn, còn không được thì cũng cảm ơn luôn, chứ biết sao vậy. Thì tùy lòng hảo tâm mà. Đó, rất là cảm ơn em có một cái ý nghĩ rất là tốt. Dạ. Cái đó mình nói như vậy thì nói đúng ra là cảm ơn em có một cái tư tưởng rất là tốt cho đoàn của chị. Dạ. Thì nếu mà như được duyên thì hy vọng là đoàn sẽ trở lại giúp em cái nhà. Nhưng mà còn để xem xét tình hình, bởi vì không phải là một Mạnh Thường Quân có thể làm được. Yeah. Mà đây phải là nhiều người chung tay góp sức. Đúng rồi. Thì hôm nay cũng nhờ có anh Phong, anh Huy cũng quay lên đây để xem thử xem là mình có được cái ơn của không, mình có được cái sự trợ duyên của những người Mạnh Thường Quân hay không. Chị cũng rất là hy vọng là gia đình em sẽ được cái duyên của các Mạnh Thường Quân chung tay góp sức để giúp cho sửa chữa lại căn nhà cho em.
Yeah. Bây giờ thì chị cũng có một chút xíu để gửi cho gia đình trong cái dịp xuân về đó. Thì em sẽ dùng số tiền này để ăn Tết nha. Dạ. Yeah. Có ai cứ vô cứ nói chuyện đi. Cứ nói chuyện giùm chị đi. Sao rồi, sao ai biết? Anh thấy anh này đẹp trai không? Cũng bình thường, cũng bình thường thôi, đẹp trai sao được. Anh này đẹp trai không? Hai người chắc cứ ngang ngửa à. Ngang ngửa là sao? Là đẹp trai bằng nhau thôi. Đẹp trai bằng nhau vậy cũng được, cũng có điểm đúng không? Dạ. Cho mấy điểm. Ai biết đâu, tôi hỏi mấy cô gái đi, em không biết cho nhiêu điểm đâu. Chứ nói chứ nếu mà tính này độ đẹp trai của em sao bằng anh được. Trời, em vừa xấu. Đẹp trai mà vô tính mà dễ thương nữa. Em xấu nhất trong làng mà. Sao mà lại? Bây giờ hỏi bà con hết trong này đi, có không? Tự hỏi không? Hỏi coi ai dám nói em xấu, anh xấu trai đâu. Em ơi. Người ta xấu. Chịu cái em áo trắng đó không? Áo trắng á. Áo trắng này nè. Áo trắng là quy á, là quy á. Chịu đó không? Lần này đẹp trai mà. Vậy là đúng rồi, ảnh mặc là trai thẳng rồi. Cần ra con trai rồi đúng không? Đúng rồi. Vậy là bên đây là trai quẻo à? Trai thẳng. Sao trai thẳng sao chịu lấy vợ đi cha? Chịu lấy người ta không chịu lấy mình sao? Bây giờ trong làng này có để ý em nào chưa? Trong làng này đâu còn mấy em nào đâu. Hả? Đi làm lên Sài Gòn hết trơn rồi. Mà có để ý được em nào không? Không có để ý được. Sao vậy? Chỉ có chút đỉnh để chúc cho gia đình em ăn một cái Tết cũng tương đối, cũng có rau, có cá, có thịt. Thì xin em cũng vui lòng nhận dùng cho chị là 2 triệu. Dạ, chị cảm ơn chị nha. Dạ, không có chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Không có chị. Trời ơi. Có hiếu lê không chị? Nhiêu xè đưa má. Sao anh không đưa cho chú? Ốc bà giữ chắc ăn hơn. Trời, hiểu luôn rồi. Thầy Quyên. Không. Dạ, không chị. Ok. Chị đứng tụi em luôn đi, chắc là cho em lấy tinh thần. Chị đứng kế bên chị em. Lấy tụi em đứng tụi em mới có hơi ấm được, cứ tươi chị. Dạ, chị qua chị đi. Xong chưa? Dạ, chị đứng tụi em nha. Dạ. Nói chung vừa rồi á, bà con cũng thông cảm giùm anh. Tại vì cái... về con người của anh á, thì chúng ta khi mà chúng ta bước vào á, mình nhìn nhận á, thì tưởng anh là một bình thường. Nhưng mà khi vào nhìn nhận vào sâu, vào bên trong á, thì chắc có thể là ông bà cô bác cũng cảm nhận được rồi đó. Anh bị tai nạn giao thông và không may anh bị chấn thương phần đầu. Dạ, không sao đâu chị. Anh bị chấn thương phần đầu nên hiện tại bây giờ cái... Anh nói chung là cũng không được bình thường á. Nên ông bà cô bác cũng thông cảm. Vừa rồi á, thì đến thăm hoàn cảnh á, thì Huy, Phong, đặc biệt là chị Yêu Hảo đây, cũng như là ba má Tâm Ngọc với chị hai á, tại vì cuộc sống của gia đình cũng đã khó khăn rồi, đôi khi mình cũng phải tạo một cái gì đó cho hoàn cảnh đỡ một cái không khí nào đó cho nó vui một chút xíu phải không chị yêu? Cũng không có phải là nói vậy để tạo một cái giống như là cái gì Phong? Trò đùa. Đúng rồi, không phải là một cái trò đùa. Thấy anh thấy thương không hết mà tại vì nói anh. Dạ. Nhưng mà thấy anh có tinh thần lạc quan. Nhưng mà phấn đấu, nhưng mà tiền bạc trong gia đình anh biết là người nào nên cần giữ. Nên là thấy anh là... Mà chị muốn hỏi em là người ta cứ nói không bình thường, em cảm nhận là em bình thường hay em không bình thường, em nói nghe một cái coi đã cái nào. Thì tùy theo người ta nghĩ thôi, mình nghĩ mình bình thường thì mình bình thường thôi. Nhưng mà người ta nói như vậy đó, anh có buồn không? Buồn thì mình đâu có sức khỏe gì đâu mà buồn. Dạ. Đúng không? Dạ. Giờ mình sống lạc quan lên chứ. Dạ. Giờ sao vậy? Bây giờ cho anh một tràng pháo tay nè. Sao có tay gì đâu. Rồi bây giờ thì cái chương trình đã, không thì em cũng cái gì cũng đã trò chuyện, cái gì cũng đã tâm sự rồi đúng không? Cũng đã nhận được quà đúng không? Dạ. Bây giờ tiếp tục em cũng xin phép Mạnh Thường Vân cũng trao cho anh ít quà nữa ha. Dạ, cảm ơn dạ. Anh. Anh tới đây là quý lắm rồi chứ. Quà gì nữa. Dạ. Thì mời ai để chị bước vào quán. Dạ, cho chị nghỉ ngơi, đây chị mệt. Dạ. Cũng đừng xa mà. Dạ, dạ. Dạ, dạ xin chào ông bà cô bác. Trước hết thì cho Vi cũng Quý Phong nè, anh em cảm ơn Quý Mạnh Thường Quân. Trong thời gian qua đã đồng hành với Vi, thì Vi cũng trích một ít phần quỹ của Vi gửi cho gia đình của anh.
Trước hết thì Huy xin phép cô về tỉnh gửi cho anh 1 triệu. 1 triệu đó, 1 triệu là mấy ngày mới có được 1 triệu? Cũng chắc cỡ tận tầng á. À, chắc cũng cỡ tầng. Bây giờ chưa làm. 1 tuần, rồi, 1 triệu. À, tiếp theo thì Huy xin phép anh Hòa Út, cũng là mạnh thường quân chung của Huy Quý Phong, cũng là người bạn của ba má Tâm Ngọc, gửi thêm cho anh thêm 1 triệu nữa nha. Dạ. Vui không anh? Dạ cũng được. Chị gửi cái lời cảm ơn cái anh này luôn ha. Gửi anh Hòa ở Úc. Anh Hòa ở Úc. Với cô bê tỉnh ở Đồng Tháp. Vừa gửi chung đi. Rồi, cảm ơn anh Hòa với cô bê tỉnh. Tiếp theo chương trình thì xin mời Phong ha. Phong Nguyễn cũng cảm ơn cô bê tỉnh với anh Hòa rất là nhiều. Chúc anh chị nhiều sức khỏe. Và bên cạnh đó thì Phong cũng xin phép là chị hai ở bên Đài Loan gửi anh gia đình 1 triệu ha, để tặng anh để trong mùa Tết ấm áp hơn. Dạ. Thì mong qua chương trình nếu được duyên thì tụi em quay lại. Dạ. Còn cũng chúc cho gia đình anh lúc nào cũng anh cũng vui vẻ lạc quan ha, với tình yêu thương của mọi người xung quanh và địa phương ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn hai anh ha. Dạ. Dạ. Này của người chị em. Dạ. Rồi dạ. Để tiếp tục thì xin mời ba má Tâm Ngọc ha. Chào anh. Dạ. Đi khỏe ha. Dạ. Kính chào bà con à. Nãy giờ không phải đến đây để trêu đùa em nó, mà chỉ muốn nói vài câu thử là cho cô bác biết được là cái tinh thần của em nó thế nào, chứ không phải tụi em đến đây để trêu ghẹo em nó hay gì. Mong bà con thông cảm, tại vì mới bắt đầu mình bước vô mình nhìn là thấy em nó rất là bình thường, y như là không có bệnh gì hết, như người tỉnh táo. Nhưng mà khi mình nói chuyện, nói những câu lắc léo là em nó sẽ lộ ra là cái tinh thần em nó là cũng có vấn đề. Thì thôi giờ mình thôi thì bây giờ á tụi em cũng mới xuống đây thì cũng chưa có biết được cái cốt lõi như thế nào, thì muốn rõ ràng thì mời cái anh chính quyền địa phương ở đây đi, anh vô anh xác nhận một điều là bé này, tại vì nghe là Chiến và giới thiệu hoàn cảnh này là nó bị cái tinh thần không ổn định. Thì đâu anh vô anh xác nhận cái điều đó cho quý nhà hảo tâm cộng đồng mạng coi có đúng hay là không. Rồi mời anh. Mời anh đi ạ. Chứ sao vô thấy nói chuyện bình thường mà sao anh nói vậy? Anh vô anh nói cho bà con nghe coi. Thôi bây giờ vậy chỗ em này thì trước đó bị tai nạn xe thì bị thần kinh. Cái lúc đầu thì vô nói vậy đó, chứ sao nó mặc bình thường thì giấy tờ thì nó ở đây thì tôi đại diện địa phương thì tôi biết gần nó lắm. Có giấy tờ luôn hả anh? Có giấy tờ mới biết gì, giờ chỉ giữ còn không giấy bệnh đó hả? Giấy bệnh đó hả? Thì, không địa phương nói vậy là được rồi. Dạ thì bây giờ em cũng thế nó nói là chuyện là lúc đầu nó được không sao sao nó nói bị gì nó tôi tiếp xúc nó nhiều, vô lâu lâu vô đây là tôi tiếp xúc nó nhiều lắm. Cái gia đình này là không nghèo ha? Không nghèo. Dạ. Thì em cũng đưa với anh vậy, nếu mà nói vậy thì em nó có cái giấy mà để trợ cấp của huyện của tỉnh gì cho là cái tinh thần không được bình thường không? Có cái trợ cấp hàng tháng không? Chưa có trợ cấp, bị gia đình nghèo chưa có đi làm, đi thẩm định á. Chưa thẩm định ra tỉnh thẩm định. Cô hồi xưa là khi xuất viện về mình có cái giấy bên thần kinh đúng không? Nhưng mà ở trên là bệnh viện người ta khám, người ta nói em về ảnh hưởng về thần kinh đúng không? Dạ, thì bây giờ em xin anh như vậy nè, hôm nay là có chị Hảo em xuống nè, anh Bình xuống nè, đã cho rồi vợ chồng bé Thật nè, rồi anh Hòa, rồi coi như là các mạnh thường quân ở trong và ngoài nước rất là nhiều, thì cho em cũng được xước tiền, thì em tính nhờ anh là dẫn em này đi thẩm định đi, tại vì mình bỏ được một chút xíu tiền thôi mà mình thẩm định được, đem về, thì anh sẽ chính quyền địa phương thì em nhờ anh là đi về rồi đưa cái hồ sơ thẩm định đó, đặng đưa vô chính quyền. Để em được hưởng cái chế độ là coi như là cái người khuyết tật, dạ đúng không? Cái người khuyết tật hiện tại bây giờ là tháng được nhiêu? Nếu mà theo em này, nếu mình khám đúng là thần kinh nặng á, thì 720. Rồi, cũng ngon rồi, thì cũng đỡ rồi, đỡ phần dạ, 500 mấy rồi. Dạ, chị Hảo ơi. Chị Hảo ơi. Em mời chị với anh Bình, tụi em có nhà ý vậy, anh chị mình coi có được không vậy chị? Bây giờ hôm nay là có tiền của chị, của anh Bình, rồi... cô Quỳ Tịnh, rồi coi như là anh Hòa, rồi tất cả các nhà hảo tâm cho. Thì anh này anh nói là hồi trước đi nằm thì bệnh viện Chợ Rẫy thì có cái giấy là xác định thần kinh, nhưng mà về nghèo quá không có cái phương tiện đi thẩm định được, để hỗ trợ cái là hỗ trợ gì anh nói hỗ trợ cái khuyết tật. Hỗ trợ khuyết tật
Thì bây giờ có tiền của chị em mình thì em sẽ nhờ cái anh này dẫn em này đi thẩm định khuyết tật để về, nếu mà được thì anh sẽ làm cái hồ sơ cho em này lãnh được tháng 720 ngàn. Chị thấy sao chị? Dạ, đó thì anh Bình thấy sao anh Bình? Được không được? Dạ dạ. Thôi, sao tôi cũng... thấy vậy hợp lý không anh Sứ? Quá hợp lý. Tại vì mình bỏ ra không bao nhiêu nhưng mà về là sẽ được trợ cấp, chứ còn bây giờ cái tiền ví dụ ăn hàng ngày dạo không có tiền đâu đi thẩm định, đi xa xôi rồi xe cộ, bữa nay có tiền của mấy anh nói chuyện. Nhưng mà thẩm định như vậy mà thì sẽ chốt điện lại Sơn ai có gì không? Không chị, không có nhiều đâu. Không có nhiều, không có nhiều đâu. Bây giờ nè, tôi nói nè, bây giờ chính trả là tôi tự tôi đi gì được. Ví dụ với thằng Chám này nè, trả nó đi xuống dưới. Rồi trả rồi chốt điện này điện lại thẩm định. Đây ký rồi hết nó mới chuyển ra tỉnh, tỉnh hội đồng của tỉnh nó thẩm định. Nó ra ngoài nó khám nó thẩm định đó. Tại vì chị Hảo biết không? Nếu mà một gia đình đi thì mình sợ không có tiền, còn hôm nay á là có chị nè, anh Bình nè, rồi chị Huệ Tịnh nè, anh Hòa, rồi tất cả bà con quý nhà hảo tâm thì không có đáng là bao nhiêu, thì em cũng xin phép quý nhà hảo tâm với thưa với anh Bình với chị Hảo em ở đây thì thôi cho trích số tiền của anh chị với lại quý nhà hảo tâm, nó không đáng kể đúng không anh? Đúng rồi. Dạ thì đây thì cũng tâm sự cũng nhờ ha, tại vì người lạ em không dám anh là... tôi giúp cho dạ. Cháu chứ không có dạ. Tiền bạc gì đâu thôi như rồi. Vậy đi nha em ha. Nhưng mà anh hứa là phải chắc chắn là mà hứa là hứa nha, dạ, nhưng mà qua Tết mới được. Dạ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, dạ. Giờ dạ. Qua Tết. Qua dạ. Tết rồi chú làm cái hồ sơ tại xã rồi chú dạ. Dẫn con đi ra tỉnh. Dạ. Còn tiền bạc gì đó, dạ. Mày đem để mày nước bao nhiêu khỏi chú khỏi đâu. Dạ. Giờ trước mắt là cho em ít tiền để chị bệnh ủng hộ đi, rồi khi nào nếu mà có duyên đó thì... Thôi bây giờ là trước mắt em xin đại diện là... Thôi anh đại diện anh Xui đi nè. Thôi đại diện anh Xui của vợ chồng em là anh Lê Khôi. Anh Mỹ. Bên Mỹ có gửi cho gia đình con 1 triệu nha. Dạ. Để trị bệnh hay là ăn ta mua đồ, sắm đồ Tết gì đó. Dạ. Rồi, cảm ơn chú Lê Khôi. Chú Lê Khôi ở Mỹ. À. Anh cảm ơn anh Xui. Rồi xin cảm ơn anh Xui nhiều nha. Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Đây là của cô chú, cũng có chút quà gửi con gửi cho gia đình mình nha cô chú. Rồi xin chúc được cô chú với em nó được nhiều sức khỏe và Tết hôm nay được nhiều may mắn nha. Rồi để em nó liếm đi. 1, 2, 3, 3 triệu nha. Cảm ơn cô chú. Chào tay. Rồi. Ủa rồi con lấy ra được nhiêu rồi? Ủa rồi con này sao? Này thì lát nó đưa. Lát nó đưa. Thấy rồi em nhớ được nhiêu rồi không? Nhớ đâu vậy? Nhớ không được. Nhớ không được. Đó mà con thấy không? Đó, nhìn nếu mà nhìn kỹ. Nhìn sâu là thấy em nó cái thần kinh nó cũng hơi kém khuyết. Rồi hôm nay là quý mạnh thường quân đến đây là giúp cho em được đi khám bệnh nè. Rồi có chút tiền ăn Tết nè. Rồi em thấy sao vui không? Dạ. Mời mấy cô chú anh chị lại đây là vui rồi. Vui rồi. Khỏi giúp cũng vui phải không? Dạ, cho đưa tiền lại. Đó luôn mà con thương ghê không? Nó mà đã trả là trả hết. Rồi lấy lại có được không? Không được, không được. Cái này bên đây không? Nè, thôi nói vậy chứ. Thương quá trời. Cố gắng lên nha chứ. Ráng cố gắng là qua Tết phải heo chú là đi hay bệnh. Cái đó 1 tháng mình lãnh lương là lúc đó mình ví dụ có lỡ thất nghiệp cũng có được mấy trăm ngàn xài, thấy không? Việc thì... Không, bây giờ chị Hảo ơi, em xin phép vậy nè. Anh Bình, em xin thưa với anh chị. Bây giờ coi được tiền bao nhiêu thì sẽ để cho 2 triệu ở đây xài, còn nhiêu gửi. Gửi anh chưa gấp đi. Để đi khám bệnh nha cô. Chứ còn để nhiều khi cô không biết nhà mua linh tinh hết tiền. Dạ, vậy thì... Trời ơi, gì ghê vậy? Sắp nhớ. Nó mới dính vô đâu á. Trời ơi. Để này... Rồi. Chiến ơi, thật đi. Thật điếm đi, hạt đi. Để, hai điếm. Cô điếm cô còn nhiêu thật, được nhiêu thật.
Con hả? Con xin phép đi cô. Để cho chị xin nha. Xin phép bao nhiêu rồi? Giờ bình dương luôn nha. Đấy này bình dương luôn nha. Thôi. Thôi. Các mạnh thường quân là 10 triệu 500 á. Chị Hảo giờ thấy sao vậy? Giờ để cho nhà nhiêu chị Hảo? Thôi thì 10 triệu 500 thì để cho gia đình cũng có. Em cũng xin hỏi ý kiến chị, ví dụ như 2 triệu rưỡi xài từ đây đến qua Tết á. Qua Tết. 2 triệu mua gạo ăn. 2 triệu rưỡi đủ không? Ờ. À. Để qua Tết làm giấy tờ cho em đó ha. Đó, anh gọi lại chú. Để chị gửi đi. Đó, đếm sẵn. Đây là 2 triệu rưỡi, đây là chị như chị Hảo chị đã nói là mình giữ lại mình. Vô đi vô đi gương chị. Anh mày mày anh vô. Vô hết đi em chị. Anh Bình đứng sát vô ba em. Rồi chú chừng ấp đứng sát vô em đó rồi chú đứng sát sát nhau. Ngon rồi. Cái tiền này thì rồi thì bây giờ chị, cô cầm cô gửi cho anh trường ấp đi. Dạ, cái này là 8 triệu đi, đếm lại lần nữa cho anh thấy nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 dạ. Cô gửi cho anh trường ấp thì qua Tết. Cái này là em giữ lại cho chị đi nha. Nữa dẫn thằng này đi. Dẫn đi đưa, cô biết rồi, hôm đó chỗ đâu ông Trung đóng chỉ có 1 triệu rưỡi à, đóng đóng cái tiền ấy mãi á, là 1 triệu rưỡi rồi, còn tiền nước thôi khoảng 500 đó là không. Anh tôi giữ cho chị, nãy tại đứt nói chuyện 8 triệu. 8 triệu, 8 triệu. Sau Tết á có thể cần chi tiêu một chút nữa kìa. Mình cứ theo anh trưởng ấp và anh xài cho chi tiêu cho cái khoản chữa bệnh này là như thế nào thì bao nhiêu. Rồi đủ ha anh. Rồi còn thì nếu mà có gia đình có cần phải xài khoản chính đáng thì anh dám xài. Dạ, dạ vâng. Chị yêu, em cho em có ý kiến vậy nè. Bây giờ á là 2 triệu rưỡi đó là cô xài bây giờ qua Tết nha. Chứ đừng có Tết rồi đi lại lấy tiền nữa là chú không đưa không, nha. Không, không lấy bậy đâu. Hai nữa. Tôi giữ cho chị rồi chứ không. Tôi giữ cho chị á, tôi không có. Là 8 triệu này. Anh dẫn nó đi khám bệnh phải ghi cái phiếu cho em rồi. Là gửi cho Chiến nè, Chiến gửi cho tụi em. Em giới thiệu hoàn cảnh này là em phải có cái trách nhiệm nha Chiến. Dạ. Cái bao nhiêu á phiếu thu chi á chị? Nếu mà đi khám bệnh á, em nói vậy nè, dư thì xài. Thiếu thì điện thoại Chiến đi rồi em sẽ xin anh Tâm em gần nhất. Còn mấy chị thì ở xa nó không đáng kể. Mấy chị ở xa thì em sẽ xin nhiều hơn. Chứ còn cái ít thì anh Tâm em bù cho. Nếu như thiếu, thiếu cái tiền khám bệnh. Còn dư á, thì để cho nhà xài. Nhưng mà thí dụ á, là một tháng là quy định bao nhiêu chứ không phải là anh đưa xài hết một lượt nha. Là không được như vậy. Không, tại tiền bà con thí dụ mà mấy chị, mấy anh Mạnh Thường Quân mà ra tôi giữ tiền tôi đưa phải không phải là ký nhận cho tôi chứ đâu có ấy. Dạ đúng rồi. Tôi giúp không hết thì tôi không có, không có đụng chạm như này đâu. Có đâu. Em hiểu không? Em xin lỗi anh. Nhưng mà ý xả ra, ừ, ông đưa cho tôi 3 triệu. Thế nói nè, không đưa. Ủa tiền tôi gửi sao, tiền tôi tiền ông không đưa. Rồi cái anh vậy anh ngại anh đưa là không được. Đừng có tự ái, khi thương bà con nghèo rồi là mình phải dẹp đi cái tự ái. Chứ nhiều người ra đầu tiền trận thưởng lắm chửi luôn á. Không, không có đâu anh. Anh chị này tốt lắm tôi biết dạ, dạ. Chứ anh lấy số của Chiến đi, cái gì anh em liên hệ nhau. Rồi, vậy chị Hảo nha, vậy đi cho dễ ha chị ha. Chương trình hôm nay thời lượng cũng khá dài rồi. Thì cũng có đến thăm hoàn cảnh gia đình này. Thì chúng em cũng đã hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình và kinh tế. Thì cũng là rất là nghèo khó. Thì em cũng, bị bệnh nữa. Em nó cũng bị bệnh tinh thần cũng không được ổn định. Mà bây giờ nó bệnh vậy mà nó là lao động chính trong gia đình đó. Thì thấy em Út nó cũng gặp khó khăn. Thì em cũng là người dân ở Kiên Giang. Thì cũng xin thay mặt người dân ở Kiên Giang là cũng cảm ơn ông bà cô bác và các nhà hảo tâm rất nhiều. Nếu như ông bà cô bác có thấy hoàn cảnh này thương xót
và có giúp em được bao nhiêu thì em rất cảm ơn. Chứ hoàn cảnh gia đình cũng kinh tế cũng eo hẹp đó. Rồi em thì lao động chính mà bây giờ em tinh thần không ổn định rồi bệnh hoạn như vậy không có làm ăn được nữa. Thì cũng thu nhập gia đình không có. Thì thấy gia đình cũng là rất khổ. Thì cũng mong ông bà cô bác mạnh thường quân trong và ngoài nước thương xót cho gia đình, giúp đỡ được phần nào cho gia đình vượt qua khó khăn. Thì đến đây em cũng xin phép chương trình, em cũng kính chúc ông bà cô bác được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Năm mới phát tài. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi.